tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. do sáng nay các đại biểu quốc hội thành phố cần thơ có buổi tiếp xúc với cử tri phường trung nhất quận thốt nốt. cử tri đề nghị quốc hội và chính phủ có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, tăng lương cơ sở theo lộ trình của chính phủ để giảm bớt khó khăn cho cán bộ công chức viên chức. đề nghị ngành giáo dục nên thống nhất nội dung chương trình trong các bộ sách giáo khoa để học sinh dù có chuyển trường đến nơi nào cũng có thể sử dụng được đồng thời có giải pháp giảm giá sách để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh. Cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước hiện nay. Người dân tham gia bảo hiểm y tế phải mua thêm thuốc từ bên ngoài để điều trị rất tốn kém. Giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, trong khi giá nông sản lại bấp bênh.